Chào các bạn, mình là Ninh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chúng ta sẽ thực hiện viết những bức hoành phi trong cuốn sách 60 mẫu hoành phi câu đối thông dụng lưu hành trong nhà thờ họ. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy là cái cuốn sách này ấy, thì các bạn thấy được là về hướng dẫn cho các bạn, về giới thiệu về viết câu đối hoành phi này. Các trang tiếp theo là viết về câu đối các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta viết hết hoành phi rồi ấy, thì chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết câu đối. Ở đây thì các bạn chú ý cho mình là chúng ta đang thực hiện viết những bức hoành phi trước. Sau đó khi viết hết bức hoành phi rồi, chúng ta sẽ viết sang câu đối, một số những cái câu đối ngắn. Ví dụ như là Trung hiếu chỉ gia viễn, đức nhân xử thế trưởng. Rất là hay. Dịch nghĩa là lấy trung hiếu giữ nhà bền vững, dùng đức nhân xử thế lâu dài. Đức nhân ở đây là đối nhân xử thế ăn ở đấy các bạn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết nha, hoành phi trước nha. Hoành phi bách nhẫn thái hòa thì chúng ta đã viết qua rồi. Ngũ phúc lâm môn thì những cái ngày lễ Tết như thế này thì khả năng chúng ta sẽ sử dụng nhiều này. Ngũ phúc lâm môn thì là ngũ phúc, nó được ví như là một cái bức hoành phi mà có thể thờ tự được ở trong những nhà thờ họ rồi gia đình tiểu chi. Thế thì ngũ phúc lâm môn này có ý nghĩa là gì? Chúng ta cùng xem và gọi là mình theo cái ý hiểu đơn giản của mình nhé. Ngũ phúc ở trong văn hóa Việt Nam mình ấy thì sẽ gồm phúc này, lộc này, thọ, khang và ninh. Đấy, năm cái này. Năm cái loại phúc tốt lành này, thì phúc ở đây có nghĩa là phúc phận, là may mắn, là tốt lành. Người có phúc là người được quý nhân tổ tiên phù trợ đấy, trong cuộc sống, gặp mọi việc suôn sẻ và tránh được những cái nguy hiểm. Còn thứ hai là cái lộc. Lộc này nghĩa là tiền bạc của cải vật chất. Lộc gắn liền với lại những lời chúc thịnh vượng sung túc, giàu sang phú quý. Còn loại phúc thứ ba là thọ, nghĩa là sống lâu các bạn nhé. Thứ tư đó là khang, ở đây có ý nghĩa là khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật. Và cuối cùng đó chính là ninh. Ninh ở đây trong chữ ninh nghĩa là yên tĩnh, yên ổn, làm ăn yên ổn, sự nghiệp gọi thăng tiến bình yên, và cái thứ hai là cái gọi là hạnh phúc gia đình. Đấy, là luôn giữ được chứ không có chuyện cãi vã. Thì ngũ phúc lâm môn này là ngũ phúc vào cửa. Đấy, năm phúc chúng ta hiểu đơn giản, năm phúc vào cửa, năm phúc vào nhà nhé. Lâm ở đây nghĩa là đến tới. Đấy, môn ở đây nghĩa là cửa nhà các bạn nhé, cửa hay là cổng. Còn đây là ngũ rồi, là phúc rồi. Chúng ta cùng viết cái bức hoành phi ngũ phúc lâm môn này nào. Mình sẽ để sách ở bên cạnh nhé, mình sẽ để sang một bên. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem cách viết ngũ phúc lâm môn như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ viết một nét ngang ngắn trước các bạn nhé, từ trái qua phải. Đấy, bẻ gập này, phẩy này. Ngang dài cắt nét như thế này. Tiếp tục tới chữ tiếp theo, đó là chữ phúc ở đây. Nào, chúng ta cùng viết chữ phúc nào. Chấm móc hình mỏ chim nhé, ngang vậy đi lên trên bẻ gập. Bộ khẩu, cho ra bộ điền phía bên dưới nha. Điền này phải viết to hơn bộ khẩu một chút, ít nhất là phải gấp đôi trở lên. Rồi, đây là phúc. Tiếp tục, chữ tiếp theo là chữ lâm. Lâm này nghĩa là đến nhá, lâm môn tức là đến cửa. Đến cửa đấy thì chúng ta viết cái bộ thần ở phía bên tay trái trước. Bộ thần này có nhiều kiểu viết trong thư pháp, tuy nhiên ở đây thì mình cứ viết đúng theo sách vở nhá. Đầu tiên nó có một nét ngang phía bên trên, sổ xuống ngang gập một nửa bộ khẩu này. Sổ trên sổ dưới được viết đều nhau này. Cuối cùng chúng ta kéo một nét sổ vào đây, nuôi bút lên bẻ gập vào như thế này, rồi gập xuống, được chưa? Tiếp tục nha, chúng ta viết một nét chấm sổ phía bên tay phải, cuối cùng kéo cho mình nét ngang vào đây. Đấy, cắt nét. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết các bộ khẩu nhé, giống như ở chữ phẩm ấy. Đấy, phẩm nó có 3 bộ khẩu. Khẩu bên trên được viết to nhất, khẩu bên dưới sẽ được viết nhỏ dần này. Đấy, nhỏ dần,
nhỏ dần, và phía bên tay phải này chúng ta sẽ viết theo kiểu vừa vừa, không quá to, vừa phải. Đấy, gập cắt nét như thế này. Rồi, tục chuyển sang đây chúng ta sẽ viết cái chữ cuối. Chữ cuối ở đây các bạn nhìn nha, chữ cuối đây đó chính là chữ môn nha. Vậy chữ môn này thì đơn giản quá đúng không, chúng ta chỉ cần viết một bộ môn thôi là được. Thế giờ chúng ta cùng viết nó, quan sát nha, sổ từ trên sổ xuống này, viết nó dài ra một chút nha, bẻ gập, hất nhẹ lên. Bẻ cong vào, gập móc. Lật bút này, ngang này. Đấy, đây chính là chữ môn rồi. Như vậy là ngũ phúc lâm môn là mình đã viết xong rồi. Ở đây chúng ta thấy là với về phân tích của chữ Hán ấy, các bạn lưu ý cho mình là chữ ngũ này sẽ được viết nhỏ hơn so với các chữ còn lại một chút. Đấy, vì cái nét phải này kéo dài, dài từ trên xuống nhé. Ngang bên trên thì ngang ngắn này. Đấy, bên dưới thì ngang dài hơn một chút. Đấy, chúng ta viết khoảng cách đều nhau như thế này. Đấy, khoảng cách đều nhau. Còn với chữ phúc này chúng ta nhớ là bên trong này phải để lộ bốn cái nét ô phía bên trong này nhá, và chỉnh thể là ở giữa cái nét ngang này, kéo xuống dưới nó phải đi qua cái nét sổ này, tức là nó phải ở giữa bộ khẩu này kéo sổ xuống. Thì bộ thị này chúng ta nhớ là cái gọi là cái vị trí đứng của cái nét chấm và nét sổ này nó nằm ở giữa nhé, này ở giữa 1/2 này nhé. Chấm và ngang này được viết bằng nhau này, đấy bằng nhau này. Đấy, đúng chưa, nó sẽ kết cấu đúng theo như vậy nhé. Chấm này, chấm bằng với bộ khẩu này nhé. Chấm và chấm hai bộ khẩu, và dưới nét chấm mà chúng ta viết một bộ điền phía bên dưới này. Đấy, sang tới cái chữ lâm môn này cũng vậy. Môn này thì sổ móc sẽ được viết thấp hơn một chút so với sổ phía bên cạnh. Môn này chúng ta viết là ở sao cho ở sổ này ở giữa này nó chia đôi ra mỗi bên một nửa đều nhau này. Đấy, và thứ hai thì các bạn lưu ý cho mình là chữ lâm này cũng vậy nhé. Chữ lâm này thì có bộ khẩu chữ phẩm này, bên trong này nó có chữ phẩm và ba bộ khẩu này, chúng ta viết khoảng cách làm sao mà đều nhau một chút. Khẩu này được viết to nhất, to đây là vừa vừa. Đấy, và đây là nhỏ nhất nhé, nhỏ vừa lớn. Đấy, phía bên trên này cũng vậy, bộ thần này chúng ta viết khoảng cách đều nhau này. Đấy, sổ trên sổ dưới, sổ của cái phần trên và sổ ở bên dưới này nó bằng với lại cái phần sổ của cái phía nửa bộ khẩu ở phía bên bên tay phải này các bạn nhé. Như vậy là ngũ phúc lâm môn mình đã hoàn thành rồi. Đây, ngũ phúc lâm môn các bạn cùng quan sát. Đấy, thì cái tập giấy này nó có bốn cái ô là vừa tầm để cho mình có thể thực hiện và viết được cái hoành phi này.